Ngày 21 tháng 5, theo lời khai của nhóm nghi can, sau khi nhảy lầu để tìm cách thoát thân do không tu luyện được theo môn phái Pháp Luân Công như chỉ đạo của Phạm Thị Thiên Hà, nạn nhân Trần Đức Linh, 50 tuổi, quê ở Nghệ An, bất tỉnh, nghi can Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, và anh Trần Trí Thành, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, vẫn dìu lên phòng mà không đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, ông Linh tử vong do vết thương không được cứu chữa kịp thời, còn nạn nhân Thành thì bị trích điện bất tỉnh, sau đó siết cổ nạn nhân đến chết. Theo kết quả điều tra ban đầu, có 4 nghi phạm là Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Ngọc Phương Thảo, 29 tuổi, ngụ ở Tiền Giang và Lê Phú Hạnh, 54 tuổi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tuy nhiên, Lê Phú Hạnh thực chất chính là nghi phạm Nguyễn Ngọc Tâm Huyền, 40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Thị Thiên Hà là kẻ chủ mưu hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra sau khi các nghi phạm đã bắt đầu khai nhận hành vi của mình